Xin chào quý chị và các bạn. Ngày hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một video nói về toàn cảnh của Vinhome Grand Park quận 9 năm 2024. Có gì khác biệt sau 5 đến 6 năm xây dựng nhé. Xin chào quý chị và các bạn. Chào mừng quý chị và các bạn đã quay lại với kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Nếu anh chị quan tâm đến dự án bất động sản lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt là khu đô thị Vinhome Grand Park quận 9, thì video ngày hôm nay chắc chắn sẽ dành cho quý anh chị. Sau hơn 5 năm xây dựng và phát triển, Vinhome Grand Park giờ đây đã trở thành một khu đô thị cực kỳ hiện đại bậc nhất tại phía đông Sài Gòn. Vậy trong năm 2024, Vinhome Grand Park có gì thay đổi và khác biệt so với những ngày đầu? Hãy cùng Phước Sửu khám phá ngay nhé. Trong video đầu tiên, Phước Sửu sẽ tổng quan về Vinhome Grand Park. Trước khi đi vào những điểm thay đổi khác, hãy cùng nhìn lại một chút về Vinhome Grand Park. Được khởi công từ năm 2018, đây là những dự án lớn nhất của tập đoàn Vingroup tại thành phố Hồ Chí Minh với diện tích là 271 ha. Dự án được quy hoạch trở thành một đại đô thị với đầy đủ các tiện ích và dịch vụ như công viên, trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và hơn hết là một khu không gian sống xanh mát, thân thiện với môi trường. Vị trí đắc địa tọa lạc tại quận 9, Vinhome Grand Park kết nối dễ dàng với các khu vực trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như tất cả các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương. Đặc biệt dự án nằm gần tuyến giao thông trọng điểm của quốc gia như cao tốc Long Thành Dầu Dây, tuyến metro số 1 giúp cư dân di chuyển dễ dàng thuận tiện. Tầm nhìn dài hạn, Vinhome Grand Park không chỉ là một khu đô thị hiện tại mà còn một phần của chiến lược phát triển thành phố thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh. Mục tiêu của Vingroup là biến nơi đây trở thành một khu đô thị kiểu mẫu, nơi cư dân được trải nghiệm cuộc sống all in one với tất cả các dịch vụ như từ nhà ở, thương mại đến giải trí, giáo dục. Những thay đổi và phát triển nổi bật sau 5 năm. Vậy sau 5 năm kể từ khi khởi công, điều gì đã thay đổi Vinhome Grand Park? Thứ nhất, chúng ta xét về cơ sở hoàn thiện. Trong năm 2024, các căn hộ cao tầng như Rainbow, Origami, được Beverly và nhiều phân khu khác đã hoàn thành và đi vào hoạt động, cung cấp hàng ngàn căn hộ hiện đại như cho cư dân. Mỗi khu phân hộ đều có thiết kế hiện đại, tiện nghi và đặc biệt view thoáng đẹp, hướng ra sông Đồng Nai hoặc công viên trung tâm. Hạ tầng giao thông nội khu được hoàn thiện với hệ thống đường nội bộ rộng rãi, bãi đỗ xe hiện đại và đặc biệt các tuyến đường trở nên dễ dàng di chuyển. Thứ hai, công viên 36 hecta thành xanh của đô thị. Một trong những điểm nhấn nổi bật của Vinhome Grand Park chính là công viên trung tâm 36 ha. Công viên Grand Park được thiết kế theo mô hình công viên nổi tiếng như Central Park ở New York. Năm 2024, công viên này đã hoàn thành và đi vào hoạt động, có rất là nhiều điểm vui chơi giải trí lý tưởng cho cư dân. Công viên được chia thành nhiều khu vực như BBQ ngoài trời, khu vực thể thao với sân bóng, tennis, bơi lội và khu vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, công viên còn sở hữu một hồ nước nhân tạo, hàng trăm cây xanh lớn mang lại bầu không khí trong lành và gần gũi với thiên nhiên. Thứ ba, công nghệ thông minh. Năm 2024 đánh dấu áp dụng mạnh mẽ công nghệ vào quản lý vận hành của khu đô thị. Vinhome Grand Park đã triển khai hệ thống quản lý thông minh với ứng dụng VinID giúp dễ dàng thanh toán các dịch vụ, quản lý căn hộ, đăng ký sử dụng các tiện ích qua vài thao tác trên điện thoại. Các tiện ích như bãi đỗ xe thông minh, hệ thống an ninh 24/7, camera giám sát toàn khu cùng với hệ thống thu gom rác tự động được tích hợp để tối ưu hóa cuộc sống của cư dân. Tiện ích đa dạng và hiện đại, VinSchool và VinMed, các hệ thống giáo dục y tế hàng đầu của Vingroup như VinSchool từ mầm non đến trung học và bệnh viện đa khoa VinMed đã đi vào hoạt động, đảm bảo cư dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế giáo dục chất lượng ngay trong nội khu. Trung tâm thương mại Vincom Megamart được khai trương vào cuối năm 2022. Đây là một trong những trung tâm thương mại lớn nhất khu vực với hàng loạt các thương hiệu thời trang, ẩm thực và giải trí quốc tế. Vincom Megamart giúp cư dân thoải mái mua sắm, giải trí mà không cần phải di chuyển ra khỏi nhà ngoài đô thị. Một cuộc sống thượng lưu tại Vinhome Grand Park. Vậy cuộc sống hiện tại của Vinhome Grand Park ra sao? Hãy cùng Phước Sửu điểm qua những gì mà cư dân đang trải nghiệm tại nơi đây.
Thứ nhất, một không gian sống xanh và thoáng đãng. Một trong những thay đổi lớn sau 5 năm xây dựng là sự phát triển mạnh mẽ của cây xanh và cảnh quan. Vinhome Grand Park không chỉ là nơi để ở mà còn nơi đáng sống xanh, thư giãn thiên nhiên. Nhiều cư dân chia sẻ họ cảm thấy cuộc sống trở nên thoải mái hơn với không gian trong lành, tránh xa sự ồn ào và ô nhiễm môi trường. Thứ hai, cộng đồng văn minh và hiện đại. Với sự hoàn thiện các căn hộ và biệt thự, cộng đồng cư dân trở đây trở thành đông đúc hơn, văn minh và hiện đại. Các hoạt động cộng đồng, sự kiện chung diễn ra thường xuyên tạo ra sự gắn kết các cư dân và mang lại một không gian sống cộng đồng đầy màu sắc, tiện ích khá đầy đủ và tiện lợi. Cuộc sống trở nên dễ dàng hơn khi mọi thứ tiện ích, giáo dục, mua sắm, thể thao đến giải trí nằm ngay trong nội khu. Cư dân không cần phải di chuyển ra xa mà vẫn phải tiếp cận được đầy đủ tất cả các dịch vụ chất lượng. Vinhome Grand Park là một sự lựa chọn hoàn hảo. Sau 5 năm xây dựng, Vinhome Grand Park quận 9 đã thực sự lột xác từ một dự án khởi công hoành tráng trở thành một khu đô thị hiện đại, thông minh và đáng sống. Với hệ thống hạ tầng hoàn thiện, tiện ích đa dạng và môi trường sống xanh mát, nơi đây xứng đáng là một điểm lý tưởng cho những gia đình trẻ, những người tìm kiếm môi trường sống trong lành nhưng vẫn tiện nghi. Nếu quý anh chị đang tìm kiếm một nơi an cư đầu tư dài hạn tại thành phố Hồ Chí Minh, Vinhome Grand Park chắc là một cơ hội lựa chọn không thể bỏ qua. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi kênh Bất Động Sản Tiềm Năng. Nếu quý anh chị thấy video này hữu ích, đừng quên bấm like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video cập nhật mới nhất về những bất động sản. Hãy để lại những bình luận và những cái câu hỏi để quý anh chị biết thêm về dự án, để Phước Sửu sẽ trả lời chi tiết cho quý anh chị nhé. Hẹn gặp lại quý anh chị ở nhiều video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.